Kính thưa các bạn, đây là đền Mỹ Long nha các bạn. Hôm nay là 16 tháng 4 âm lịch. Đền Mỹ Long có cúng đình và tổ chức một số trò chơi dân gian nha. Để mình quay các bạn xem nha các bạn. Rất là vui, rất là đông. Đây là thanh niên nha bà, thanh niên sớm đình nha bạn. Bỏ áo ra đi, bỏ áo em ra đi. Trò chơi đập heo cúng đình Mỹ Long nha các bạn. Lên kênh YouTube Tê Giấm Phòng không mời. Tại đây cho chạy nói cho chạy em đi quay hết đoàn lăng em review. Rồi theo rồi. Trong quay về đã mà. Thầy nói rồi, nó trong.
từng nhiều luôn á. Trong bài tờ tờ đi lại đây em có Google không? Không phải Google. Anh mới xâm kỳ quá vậy. Rồi rồi rồi. Em bỏ. Má của bên đi đâu mới lăn nhạo trời. Ủa của bên làm YouTube nhạo trời. Ông hậu quê lóc. Tụi vào kênh qua về nhà bấm vô kênh YouTube t.com. À đúng rồi. Đạp. Rồi đạp. Rồi đạp. Đạp đạp. Đạp 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 Võ Duy Khôi. Tham dự cúp đoàn những thứ hạng cao nhất. Một cái chân mà mình ngạo luôn nha. Chắc bỏ chơi thầy ơi. Rồi em trả cho thầy nè. Đây chủ Tây Chấm Phong anh em kênh YouTube. Đâu ai chính thầy. Thank you.
Đồng Dương. Cây mà trời tới chúng à, khỏi đi. Lấy cây mà trời tới chúng à. Để đó thì ta biết nó thấp rồi, giờ ông giật lên cao nó đập dưới rồi thì trời. Đây là hôm nay là 16 tháng 4 âm lịch nha các bạn. Là đình Mỹ Long là tổ chức cúng đình. Nó tổ chức các một số trò chơi dân gian nha các bạn. Đây là một trong các trò chơi đó. Đây là trò chơi nhảy bao bố vô tranh nhất thì 34 rồi các bạn. Đến lên. Bây giờ là bốc thăm chuẩn bị kéo co nha các bạn. Ở đây có 4 đội. Rồi Bảo ra kìa, Bảo ra đi. Ra đi, bỏ thằng Tài đồ chứ em cái đâu, đợi ra đi. Rồi đội ấp 3 ra Bảo. Chưa kéo rồi thua. Kéo thua thì tranh thằng 3. Thua lão ra lại rồi tranh nhất gì thua tranh thằng 3. Kéo bao lắm. Thắng tranh nhất gì thua thằng 3. Đợi nó ra Bảo đâu. Vô. Sao em ba.
rồi hai đội chuẩn bị thi đấu. Mình cứ chuẩn bị đi, không giật dây thôi. Gịch một lượt nha, 1, 2, 3 gịch một lượt mới ăn người ta nha. Gịch một lượt á, gịch một lượt á, 1, 2, 3 là gịch. Gịch giặt có biết không? Gịch giặt á. Chị kéo tiếp tục. Này nó đứng sao không có thế? Đừng có ngoài đâu ai. Cậu tay đồng chân vô nha, cậu quên nha. Hai thằng ở trước sao nó không có thấy cho ta bảo. Sao hạ xuống đi. Hạ xuống đi. Đếm nè, đếm nè, 1, 2, 3 giật nha. Giật. Lợi đó rồi. Mạnh quá. Kéo là, kéo 3 là, kéo luôn lên lần nữa đi. Thua thì kéo hơn cho thằng 3. Làm hết khả năng đi. Thua thôi. Thằng bở nó nhỏ không mà. Mấy thằng nhỏ, mấy kia nhỏ tên này là nhớ. Hai đội chụp bay. Chụp bay. Nè chút xíu mấy mấy nhỏ này ra có thua thì nhất cho thằng ba. Em với đội nãy rồi chút xíu kéo thằng ba nha, đừng nghỉ nha, chút xíu còn tranh thể. Ừ, đội Dương thua, đội Dương thua thì Dương mới bảo cho thằng ba. Dương cứ thua rồi canh thằng ba với đội này. Vô đi. Đi. Chả không đi luôn sao? Đi luôn cái gì? Vô đi thua canh thằng ba. Ừ. Còn hai đứa nữa. Vô. Em mới kéo mày vô luôn nha. Vô chạy. Đủ chưa? Đều đứt ra đi. Đủ đi ngồi đó. Trời. Đều đứt ra, đứt kéo ngồi. Có thua nhưng mà tranh thằng ba, hai cũng mấy bay tranh thằng ba, mấy bay có giải rồi muốn gì? Chú ai có giải làm gì này? Ba giải. Thì mà hai đội này lấy hai giải, còn giải mấy bay tranh nhau lấy tự lấy giải. Thằng nào nó có nhiều. Đang ba trên trước đó, dứt đi. Đây là trận kéo co thứ hai các bạn, có 4 đội. Đổi bên, bỏ dây xuống. Cứ làm đi. Rồi có giải ba không đi. Còn giải ba đó nha. Là thắng người cũng có giải. Có hai đội sao có một giải thôi. Hai đội của mấy con có giải rồi. Hai đội lớn nó tranh đứng gì rồi.
là hai loại con giải có giải. Rồi, mình sẽ được con giải. Rồi không cần sức các bạn, tại vì có hai đội người lớn, có hai đội là mấy em nhỏ không à, cho nên không cần sức. Vì hai đội người lớn chăm chút gì, còn hai đội mấy em nhỏ sẽ tranh hạng ba các bạn. Rồi máy bay ra hạng ba, đội Bảo với đội của thằng mấy ra hạng ba. Ui, mấy nhỏ này, mấy nhỏ tranh hạng ba. Tiếp rồi hai đội. Hồng Nguyễn cộng với đội Gia Bảo ra trên tháng 3. Đây là trận tranh tháng 3 giữa mấy em nhỏ các bạn. Tháng 3 có tiền không? Đó, nào thắng được giải 3 đó. 1, 2, 3, 4, 5, đứa nữa ra đi. Đi nè. Ừ, hạ xuống. Ra đi thắng cho coi gì tiền kia nha. Chơi luôn. Nắm hết mà đây, hạ xuống, em hạ thấp luôn, hạ thấp xuống. Mà lên, giật mà lên. Rồi, đổi bên qua, đổi bên được cái nữa. Được. Kéo dây đỏ ở cái giữa kìa. Rồi chuẩn bị. Rồi đội bên đây thắng nha bạn. Rồi đội Nguyễn Ngọc Dương được hạng 3. Rồi tới tranh hạng nhất. Rồi đội con chưa không có giải luôn. Con chia với mấy nữa đi. Rồi bây giờ là trận đấu hạng nhất giữa đội Múa Lân với đội Ấp 1. Hồi đổi bên mà bên nào không được. Đầu xiết luôn ăn rồi. Cái đầu nó bê mà nó xiết là ăn rồi. Rồi, hiệp thứ hai.
chia ra, chia giãn ra, đừng có đùng lại, chia giãn ra. Giãn người ra chút xíu đi, giãn người ra chút xíu đi. Giãn như dây này nè, cái đuôi nó dài ra chút đi, ừ. Hạ cái đuôi xuống, hạ đuôi xuống. Thiệt, cố lên anh Bột, anh Bột cố lên, cố lên. Thiệt, thiệt anh ơi, thiệt, 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 cố lên. Anh ơi, thiệt lên, thiệt lên, mạnh lên, mạnh lên. Trời ơi. Vậy đội múa lần nhất anh Bột bạn nhị các bạn. Rồi tới bên. Đúng rồi, bên kia nó có dài mà nó lại nó không có dài kêu rồi. Má, bên đây mình nó chạy chạy vô, kêu nó quá lớn nó chạy chạy. Ta thấy nhốt 5 7 vịt đó. Hả chưa? Chưa chưa chưa. Đây là đến trò chơi bắt vịt nha các bạn. Các thanh niên đang lặn ở dưới sông đang chuẩn bị coi vịt thả xuống đường bắt. Một số ở trên cầu và đây là Bến Đình các bạn. Đây là khán giả. Không khí rất là náo nhiệt các bạn. Rất là vui nhộn. Chưa chưa có thả. Bơi không nổi làm bạn ngày mặc áo phao. Không tự nhiên thôi. Ê bắt vịt, bắt vịt, bắt vịt. Bắt cho một con nha. Nè, bắt cho một con. Rồi, về đây. Đây là mấy thanh niên chuẩn bị bắt vịt nha các bạn. Trở về bà bệnh đi. Chảy máu cổ nhỏ luôn quá mà thì sớm muộn nó cũng phải bắt được thôi. Thả dễ quá, nói sao dễ, thả khó, nói sao khó. Ủa, trên cầu nhảy xuống đó. Còn hai ba con trên đó. Ba con đó, bốn con luôn. Bốn con luôn. Rồi. Vô chui vô sàn. Vô sàn bả đó luôn rồi. Bắt cá trên. Rồi, mấy ngày nãy mình coi chơi luôn. Hết rồi. Mới có sáu con vậy ạ.
8 con rồi. 8 con, 15 con nữa mà. Rồi thả tiếp kìa. Trời, nó nhảy xuống nó bắt. Rồi lặn luôn. Con vịt rất là khôn. Lặn nó bắt tiêu luôn rồi. Rất là vui rồi các bạn. Vịt đó, con vịt đó nó biết lặn, nó lặn. Dính luôn rồi. Có một con vịt nó bờ tuốt ngoài kìa, bờ theo không kịp nữa kìa, thằng đó nó lội theo quá trời. Đó, con vịt nó lội tuốt, nước xuôi nó lội tuốt ngoài luôn kìa, nó lội tuốt ngoài luôn. Rồi con vịt nó khỏi bắt nó luôn rồi. Biết có 15 con à. Hồi nãy giờ là 10 con rồi đó. 15 con rồi. 15 con. 5 con rồi, nãy 5 con rồi, thêm chập sao nó 3 tập rồi đó. Nó không hết là nói rồi, ngưng rồi nói. Có con lọ tuốt ngoài luôn rồi kìa. Nó ra dạm luôn rồi. Hên đó, không có con nào. Nãy giờ cũng mười mấy con vịt nè các bạn, chắc có lẽ là hết rồi mà không ai thả thêm các bạn. Rồi chúng xin phép các bạn là kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn xem clip vui vẻ.